cạnh những yếu tố đó thì gia đình luôn luôn là đặt Đồng Nhi đặt ở vị trí số 1, quan trọng nhất đối với Đồng Nhi. Trong gia đình thì bố mẹ luôn luôn là người mà Đồng Nhi tôn trọng nhất. Ở đây mình không có khái niệm sợ, bởi vì là bố mẹ thì luôn luôn là người mà để cho mình có thể noi gương, cũng như là nhìn thấy được những cái điều hay, những cái điều lẽ phải trong cuộc sống. Nên bố mẹ luôn luôn là một tấm gương sáng để mà cho Đồng Nhi noi theo, và Đồng Nhi rất là kính nể bố mẹ mình. Đồng Nhi nghĩ là mình giống mẹ nhiều hơn, bởi vì là ai cũng nói như vậy. Có thể nói là 6 tuổi thì cũng khá là khoảng cách tuổi tác giữa hai chị em khá là nhiều, cho nên nhiều người thì khó để mà có thể hòa nhập cũng như là tâm sự với nhau. Nhưng mà ngược lại thì Đồng Nhi và chị gái của Đồng Nhi rất là thân thiết với nhau, thường xuyên tâm sự những chuyện mà bí mật nhất. Đó là kỷ niệm vào năm lớp 5, khi mà Đồng Nhi bị gãy tay thì chị gái của Đồng Nhi đang đi học. Và khi mà biết được cái tin đó thì chị gái về và dắt theo một cái chiếc xe đạp đi vô nhà, thì thấy Đồng Nhi đang bó bột ở tay. Và khi mà chị Nhi vừa mới nhìn thấy cái hình ảnh Nhi bó bột ở tay thôi, thì tự nhiên nước mắt rớt. Trời ơi, tôi nói rớt quá trời rớt, là Nhi buồn cười. Thật ra là Đồng Nhi và bố mẹ cũng như chị gái của mình chưa có một dịp được có thể đi cùng với nhau cả gia đình đi ra Hà Nội chơi. Có đi riêng lẻ thì có, ví dụ như bố mẹ Đồng Nhi đi, hoặc là Nhi đi, hoặc chị gái Nhi đi. Chứ còn mà có một cái dịp mà cả gia đình cùng đi chung thì là chưa có, và hy vọng là sắp tới sẽ có một dịp như thế. Bố mẹ Đồng Nhi rất là nghiêm khắc. Nghiêm khắc nhất là khi Đồng Nhi còn bé, cho đến khi mà trước khi mà Đồng Nhi đi hát thì bố mẹ vẫn rất là nghiêm khắc. Nhưng mà bây giờ thì bố mẹ có nới ra một chút xíu để cho Đồng Nhi thoải mái hoạt động với nghề nghiệp của mình hơn. Đồng Nhi luôn luôn trân trọng và quý những cái khoảnh khắc mà cả gia đình cùng ăn cơm nhà chung với nhau. Cho nên là mỗi khi mà có thời gian rảnh, một cái là Đồng Nhi chạy về nhà để mà có thể ăn cùng bữa cơm gia đình với bố mẹ và chị gái, cũng như là anh rể và thêm mấy đứa cháu dễ thương nữa. Thực ra bố mẹ Đồng Nhi rất là tôn trọng cái quyền tự do của con cái, cho nên là dục thì không có dục, nhưng mà chỉ nói là khi nào muốn thì nói thôi. Cái này chắc phải hỏi bố mẹ Nhi quá à, sao Nhi biết được. Thực ra không biết cái tin đồn đó nó xuất phát từ đâu nữa, trong khi đó chủ nhân còn không biết là khi nào mình sẽ là đám cưới.